Ok nhá, và xin kính chào thưa quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em Mai cũng sẽ đáp một số cái combo đó là đẩy và vang của đèn led các bác nhá, để em Mai gửi đi cho tất cả các bác. Và thì cũng có hai bác yêu cầu là em Mai test trên cái con loa 40, và đây là loa 40 của DE Acoustic các bác nhá. Loa rất là to luôn. Đó. Và thì em Mai cũng sẽ test trên con loa này và thử xem là con đẩy này đánh có ok không. Thì bây giờ thì em mời tất cả các bác có thể là nghe thử một đoạn của cái con đẩy này. Đó, ok chưa? Và tí nữa em Hai sẽ test cái tương mic luôn cho tất cả các bác, để các bác có thể là nghe trên cái bộ combo này các bác nhé. Nói chung là em Hai sẽ test đầy đủ cho tất cả anh em, nên anh em cứ yên tâm là khi đến với cửa hàng bên em thì đầy đủ. Ok chưa? Nghe chưa? Tiếng rất là hay, và đây là tiếng mic này. Các bác nghe tiếng mic này. 4523 555. Đó, em đang để hơi nhiều echo để cho tất cả các bác có thể là sử dụng nó sẽ ok hơn. Còn em hát thì sẽ không nhiều echo thế này đâu nhá. 4567 thì khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái. 456723 4555. Ok chưa? Đó là cái chế độ eco nhá. Đó. Và bây giờ sẽ sang là chế độ của revert này. Em Hai sẽ gọi chế độ revert nhá. Ok chưa? Này, gọi chương trình này. Đó, đây là eco cũng revert này. Qua sang phím 2 này, revert đây các bác nhá. Đó, em gọi chương trình ra. Ok. Đó, gọi tiếp này. 555 is 4523. Vườn cây đầy hoa trái, khi anh nắm tay em mây xăng xăng bay, chỉ còn ánh sương mờ, và khi chúng ta yêu nhau. Đó, ở đây cái này thì nó sẽ hợp hơn với cái vợt các bác nhá, và nó trông hú rất tốt luôn. Đó, rất là gần loa này các bác này. 4567 23 thì đúng ạ. Đó. Ok chưa các bác, rất là gần loa nhé, phải để dí sát mic vào nó mới rú. Ok chưa, rất là tuyệt vời các bác nhé. Nó combo này thì các bác chơi loa 30, loa 40 thoải mái luôn cho cửa hàng bên em nhé. Ok, và em cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều nhá. Em hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp với cửa hàng bên em qua số điện thoại 0972345183 nhá. Xin kính chào và gặp lại ạ, bye bye.